mình sẽ cùng với các bạn mở một hộp hàng này mình vừa mới đi lấy về. Là các bạn nhìn này biết là gì đâu, TRX GT2. Và giá nó là 150.000. Và mình được anh bán bao ship cho mình. Đây là địa chỉ mình đây, điện thoại mình đã che đi rồi. Mình sẽ cùng với các bạn mở ra. Mình sẽ tạo được cái này. Bên trong là có một gồm một TRX GT2 đây. Đây là shop linh tinh, anh ấy để vào để chống shop cho nó. Đây mình mua cái này là TRX GT2, mình mua cũ của một anh trên Face, giá là 150.000 và anh đã bao ship cho mình. Cùng một TX và đây, một cái RX đây. Cái này thì dùng 8 em pin con thỏ, pin pin con thỏ 8 viên dùng khá là tốn. Vì cái này thì nó bị lỗi một cái là bị gãy mất cái hai con ốc ở đây, chứ còn dùng sóng thì vẫn ok. Giờ mình sẽ lắp pin vào và test thử cho các bạn xem. Đây mình vừa lắp pin vào, giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Thì này nó có hai đèn báo đây. Cái đèn này là pin của mình nó sắp hết nên là nó sẽ nháy như này. Khi mà pin đầy nó sẽ dừng nháy. Đây là đèn nguồn cho nó. Đây nó có hai công tắc đây. Một này có hai kênh nên là đảo chiều kênh 1 này, đảo chiều kênh 2 này. Ví dụ như là nó lái nó bị ngược thì các bạn sẽ đảo chiều, ga bị ngược các bạn cũng đảo chiều ở đây. Và đây là ba cái nút tinh chỉnh. Đây mình sẽ tắt công tắc đi. Đây là nút độ rộng của servo này. Servo lái đây. Nó có từ các mức nấc từ 0 cho đến 6 đây. 0 đây đến 6 đây. Các bạn sẽ vặn rộng ra này thì nó sẽ lái được góc rất là rộng. Vặn về thì nó sẽ rất là hẹp. Và mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là tinh chỉnh ga này. Ga này, đây là tinh chỉnh servo này. RX đây. Giờ mình sẽ lấy đồ điện ra test thử. Đây, để test nó thì mình sẽ dùng một con ESC này. Và một con servo. Đây mình dùng con bé nhất này. Và một cái motor 540. Cái này thì các bạn sẽ bật nguồn TX lên trước rồi mới cắm vào RX. Về SC các bạn sẽ cắm vào kênh 2. Servo là cắm vào kênh 1. Trước tiên là về phần servo này nha. Mình đang cho là cái này là mức bé nhất đây. Thì vặn nó sẽ không được. Mình sẽ cho tăng dần lên. Đây, góc lái nó đang ít ít đây. Mình sẽ tăng tiếp. Nó rộng hơn rồi, cho hết cơ này. Đấy các bạn thấy rộng hơn rất là nhiều. Đây là nút chỉnh góc lái servo. Nút giữa đây là chỉnh ga này. Không bị này. Đấy các bạn vặn phát là nó sẽ dừng. Vặn xuống dưới nữa nó sẽ quay ngược lại. Còn đây là nút chỉnh servo này. Motor của mình nó hơi bị han. Nghe có điều tốc nhá. Lùi này. Hôm nay là mình muốn làm video mở hộp và giới thiệu cho các bạn về TX Fly Sky GT2 này. Về loại Fly Sky này thì tay súng này thì còn có cả là GT2B này, GT2E này, GT2G nữa.
Thì dòng này là loại cùi nhất, giá rẻ nhất này. Cái này mua mới là 450.000. Còn mấy loại kia thì khoảng hơn 500 đến 600.000. Cái này mình mua cũ 150.000 thì dùng rất là ok. Sóng là mình sẽ đi test, nhưng mà thấy anh ấy bảo là sóng vẫn được như bình thường, hơn 100m. Nhìn nó hơi cũ này thôi nhưng mà dùng rất là thích. Ngoại hình cũng khá là đẹp. Các nút chỉnh này rất là thuận tiện này. Nút đảo ngược này nữa. Anten này. Hôm sau mình sẽ làm nhiều video về độ chế xe này. Sẽ dùng TGRX này này. Và sẽ độ pin sạc cho nó, bởi vì dùng 8 viên pin con thỏ thì rất là tốn. Đây là hình cái bánh xe này. Cầm này có mút cao su, cầm rất là êm. Đây là đằng trước đây. Đây là đằng sau. Đây là có một cái rác nguồn, là nếu như mà các bạn không dùng pin thì có thể cắm trực tiếp nguồn 12V vào đây, làm nguồn cho TX luôn. Còn cái này là mình cũng không biết là rác gì nữa. Thế cò rất là ok. Đây, có một cái tem Fly Sky đây. Hai kênh này, gun radio này. TX tay súng đấy. FS của T2. Cái này bị hỏng mỗi cái phần này là bị hỏng, gãy mất hai con ốc này thôi. Còn dùng vẫn rất là ok.